Kính Hòa Vài Ninh xin chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thế giới Vlog tuần này. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng bàn tới chuyện cây xanh ở Hà Nội. Trước tiên mời các bạn cùng ven Kính Hòa cùng xem những cái gốc cây bị bật gốc sau một cơn rông bão vừa rồi. Nhớ những bóng mát trưa hè, bao năm qua ta đi Sao ngồi gốc cây mà toàn bọc như lông không vậy hãy Ninh? Em tưởng là không còn chuyện gì ở Việt Nam có thể khiến anh Kinh Hoàng ngạc nhiên hơn nữa chứ? Không, tức là đúng là có nhiều chuyện ở Việt Nam xảy ra là mình không có ngạc nhiên. Nhưng mà thời buổi này rồi, cái chuyện mà bảo vệ môi trường thì ở Việt Nam ta cũng nói nhiều lắm chứ. Mà uh... Nilon lông là phải 500 năm mới phá hủy. Thế đúng thì, thì đó. hại môi trường lắm. <laughs> Nhưng mà thực ra cái chuyện mà bảo vệ môi trường rồi quan, ừ. quan tâm đến môi trường là chuyện của nước giàu. Còn về chuyện của nước nghèo, nước Việt Nam là người ta không lo đến chuyện đấy đâu. Thế là là, là ừ. nói dân trí còn thấp nữa đấy đúng không? <laughs> không em ý em nói là khi mà các cái người mà nhân nhân viên người ta trồng cây thì rất là nóng nóng quá lương thì người ta thấp người ta thấp à, thôi, người ta trồng đến thấy thôi th để đến thấy thôi như vậy thế là, là, cái cái vòng lẫn quẩn mà đúng là nhìn thì thấy chắc là cũng trồng cho xong thật mà trồng đâu cây đâu không thấy cũng không thấy đất đai thấy toàn là vỉa hè bê tông cốt sắt như anh nói như là ừ. Washington DC mình thấy là toàn cái cây nó phải có hoa xung quanh những gốc cây đúng không đúng rồi đó. đó đành sao tức là Hải Ninh có hỏi cái chuyện đấy không? Em hỏi thì thấy ừ. là người ta và thực ra là nhìn nhìn những cái gốc cây nó bị ừ. bật ấy thì người ta thấy là nó quá nó trồng quá sâu đi. À. Thế nhưng mà theo nguyên tắc thì là cây cái rễ nó phải mọc ngang mặt đất thì nó mới bám Đúng. ra được à nếu mà như thế cây mà bọc ni lông như vậy thì chắc phải năm 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 sau thì nó mới chui ra được rồi <laughs> không không nói không nói chuyện năm trăm năm nói chuyện bây <laughs> giờ đi anh kính hòa ừ. thực ra là ngoài cái cây mà bọc ni lông như thế thì à. cũng có những cái cây khác như là cây xanh nó bị ngả nó cây nọ cây kia nó đổ hết nó làm à. người chết rồi là xe cộ bị hư hỏng thì hóa ra là cái chuyện mà người ta muốn chặt 7.000 cây xanh ở Hà Nội là cũng có lý của người ta đúng không? <laughs> đúng không anh? Thì thì bây giờ thì bây giờ người ta sẽ nói như thế nhưng mà có điều đó là cái chuyện này đó thì khi mà mới xảy ra cái trận dông đó mình có nhớ là có một anh trong cái hội bảo vệ cây xanh có nói thế này anh đi xem mấy cái cây mà bị ngã toàn là cây cây sắp chết tức là cái điều này làm mình nhớ tới một cái câu ca dao là cái nghề mà người ta nhổ mạ mà nhổ mạ xong rồi cấy mạ đó là nhổ nhổ à, nhổ cây sống trong cây chết tức là các bác ở Hà Nội nhà mình thì bây giờ là chặt cây sống trong cây chết thế anh chắc là nhìn những cái ảnh ấy mình cũng thấy là có có toàn những cái cây xanh mơn mởn này đúng không ừ. Ờ thế thì phải làm thế nào tôi không biết làm thế nào à. thì bây giờ uh bây giờ là báo chí thì người ta có đưa lên bằng chứng nhưng mà ở Việt Nam thì như mình nói lúc đầu có nhiều chuyện mình không thể ngạc không thể ngạc nhiên được thì bây giờ bằng chứng để làm gì? <laughs> vâng, thế thì um, còn quý vị khán giả của Đài Á Châu Tự Do, quý vị nghĩ sao về tình hình trồng cây xanh ở Hà Nội? Xin mời các bạn cùng tham gia bình luận với chúng tôi ở phần dưới video này. Còn bây giờ, Kính Hòa và Hải Ninh xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.